Rồi, mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay các bạn, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi. Đây, đó, các bạn nhìn hình này các bạn có thể đoán được là mình giới thiệu các bạn mẫu đồ chơi gì chưa? Đồ chơi này là có tên là con quay vô cực nha các bạn. Con quay vô cực, nhưng mà cái mẫu này á, nó thật ra nó có một cái tên gì khác nữa các bạn, là ngoài cái chữ con quay vô cực ra. Nhưng mà mình tìm hiểu hoài mình vẫn không biết nó tên gì nha các bạn. Nên là mà bên đây nè, bên hông hộp á các bạn, mình thấy có hình một con sói trắng nè. Đó, mình cứ trắng nè. Nên mình sẽ tạm đặt tên cho nó là con quay vô cực sói trắng băng giá nha các bạn. Đấy, sói trắng băng giá nha. Tạm thời mình đặt tên vậy nha các bạn, chứ thực tế mình cũng không biết chính xác có tên gì nữa, cho nên là nếu mà mình có gọi tên nó sai á, hoặc các bạn mà biết tên đúng á, thì các bạn nhớ comment về phía bên dưới cho các bạn cùng các bạn khác cùng biết tên nó luôn nha các bạn. Mình không biết tên cho nên là tạm thời mình gọi là con quay vô cực sói trắng băng giá nha các bạn. Rồi ok. Đó. Cái mẫu mình ở đây thì cái mẫu mình ở đây là loại cao cấp nha các bạn. Mẫu này là loại cao cấp nha. Và nó có hai con quay, mình là có hai tầng nha các bạn. Cái đây là tầng dưới và cái phần này là tầng trên nha các bạn. Cái là cái phần trên đầu này nè, nó có thể ụp lên thế này tạo thành con quay hai tầng nha các bạn. Đấy, và nó liên kết với nhau bằng cái lực 500 hít nha các bạn, chứ không phải là bằng ốc phích hay gì nha các bạn. Hít bằng nhau bằng 500 hít luôn nha các bạn. Đó, nó đặc biệt là cho đó nha các bạn. Bộ con quay này thì nhà sản xuất có cho thêm chúng ta một cái đĩa tròn này các bạn. Các bạn thấy không? Một cái đĩa màu đỏ nè, nó tròn tròn nè. Đó. Cái đĩa này nha các bạn, là cái đĩa này có công dụng là để thay vì các bạn con quay này các bạn có thể chơi ngoài mặt sàn như thế này, hoặc là các bạn có thể chơi trong một cái thao cái son bự các bạn. Nên còn cái cũng được. Còn cái này thì chúng ta nhà sản xuất sẽ cho cho một cái dĩa bằng nhựa này cũng nhỏ hay các bạn ơi. Nhìn chung mình cái dĩa này nhìn chung mình thấy đủ chơi đúng một con này các bạn ơi, chứ chơi hai con mình nghĩ sẽ chật khó chơi nha các bạn. Nếu mà các bạn có thể chơi theo nhóm, chơi thành nhóm á, hay tập hợp hai bạn lại chơi, thì các bạn nên chuẩn bị một cái dĩa bự hoặc là một cái thao bự hơn nha các bạn, để các bạn có thể chơi cùng lúc hai ba con trong đó nó sẽ vui hơn nha các bạn. Còn cái dĩa của nhà sản xuất này cho thay chúng ta các bạn chỉ là dành cho một người chơi thôi nha các bạn. Đấy, ok, giới thiệu cũng rườm rà rồi. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp ra để coi bên trong nó có cái gì nha các bạn. Nay mình ngưng đồ chơi pin lại để mình quay tiếp cái mặt hàng con quay này các bạn xem. Hôm bữa trước mình có lên một clip rồi đó các bạn cũng đã có xem rồi đúng không? Đấy, nay mình tiếp tục lên thêm một clip nữa nha các bạn. Đó, mà nhìn thấy chưa, nhìn cũng khá hấp dẫn nha các bạn. Nhìn màu sắc, màu hoa lá hẹ có hấp dẫn nha. Cái này mình cầm cũng khá là nặng nha các bạn, mình cầm thấy cũng khá là nặng nha. Con quay thì được bọc trong cái một cái khay bằng nhựa này các bạn, nhìn cũng khá là chắc chắn nha. Nhìn chung mình nó có tính đàn hồi các bạn, để chống va đập trong quá trình vận chuyển nha các bạn. Đó, ok các bạn, đợi mình đi mình chỉnh camera lại xíu nha cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, mình lấy cho các bạn dễ xem ha. Đấy, ok, đây đó, các bạn thấy không, đây là hai con quay đó. Đây là cái đầu quay nha các bạn, cái đầu để tạo lực quay á các bạn, tạo moment lực quay quán tính để cho con quay nó quay nha các bạn, là dùng cái này nha. Đó, cái lực tay của chúng ta khi tác động vào cái này á, giật á, là tạo trấn quay cho con quay, rồi sau đó con quay nó sẽ rớt ra ngoài dĩa, nó quay tròn nha các bạn. Rồi con quay vô cực là vậy nha các bạn. Đấy, ok, rồi bây giờ mình gỡ ra nha các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa, okay, mình gỡ cái dĩa ra trước nha các bạn. Này cái dĩa này, nhìn chung này cái dĩa này kích thước chứ cũng đường kính chứ khoảng chừng 15 cm đó các bạn, cũng khá là nhỏ không quá to nha. Nó bằng nhựa thôi các bạn ơi, bằng nhựa thôi. Rồi, rồi tiếp theo chúng ta lấy cái phần tay cầm dùng để tạo lực cho con quay nha các bạn. Đây, đây là loại cao cấp nha các bạn, cho nên là không phải là mình là không phải cái loại mà mình xỏ dây vào để quay nha các bạn, mà cái này là nó dây nó được thiết kế rất là sẵn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó nằm trong đây luôn nha. Đây mọi người, mình dịch cho các bạn xem thử nha. Nó các bạn thấy không, nó đó, dùng để lực để tạo quán tính cho con quay nó quay nha các bạn. Còn cái phím trên đây nè các bạn, là khi các bạn gắn con quay vào, các bạn giật như thế này cho con quay nó quay. Nó quay có trớn nó quay rồi nha các bạn. Nó có trớn nó quay rồi thì các bạn muốn con quay mà nó rời khỏi cái phần tay quay này để mà nó xuống phần dĩa nó quay, các bạn phải bấm nút này vô các bạn. Bấm này vô, bấm mạnh vô là tự động con quay nó sẽ rơi từ đây xuống dưới đây để mà nó tiếp tục cái hành trình quay của nó nha các bạn. Đó, đây chỉ là tạo trớn thôi, tạo trớn cái tay cầm này dùng để tạo trớn cho con quay thôi. Rồi ok. Rồi, để một bên nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có đây. Con quay này có hai phần nha các bạn, nó gọi là con quay hai tầng từ tính nha các bạn, nó có 500 hít luôn. Đấy, con quay hai tầng từ tính có 500 hít luôn nè.
Bạn nhìn thấy không? Một bên lõm nè, bên lồi nè, bên này lồi và cái chân đế. Bạn thấy chưa? Đây khi nào cái cần bạn đẩy vô là nó hết nè. Đó, thấy không? Để vô nó hết nè. Nè, mình gỡ ra nè, để cho. Đó, các bạn thấy chưa? Nè. Đó, nó hết rồi nha các bạn, nó hết nha, 500 hết nha các bạn. Bằng mình để ý kỹ cái con mồng bên trái mình để im nha, mình để bên phải nè. Đó, nó hết rồi thấy không? Nè. Đó, hết rồi nha các bạn, lực hết cũng vừa, không phải quá mạnh cũng không quá nhẹ nha các bạn. Đó, thấy không? Nó quay có thể quay ngược chiều nhau được nha. Đó. Ok. Rồi. Tránh mất thời gian nữa, bây giờ mình sẽ quay thử cho các bạn xem luôn nha. Cái cách lắp thì cũng khá đơn giản thôi các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ ở trên đây nè, nó sẽ cái thanh trắng ở trước đó là nhìn kỹ các bạn thấy là nó có dẹp nha các bạn. Nó sẽ dẹp hai đầu nha các bạn chứ không phải nó tròn vo nha các bạn. Bạn thấy không? Đây, dẹp hai đầu nó, bạn thấy chưa? Đó. Trên đây mà cũng nhìn kỹ là trên đỉnh nó cũng có dẹp hai đầu luôn, hai mặt là giống nhau nha các bạn. Nè, các bạn có thể chơi riêng hoặc là chơi ghép lồng ghép hai con lại chơi chung với nhau được luôn nha các bạn. Đây, lồng ghép lại nè, nó vậy thôi nha các bạn. Này, chơi riêng một con nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ mình nhét vô nha các bạn. Đúng chiều nó vô nha các bạn, cũng khá đơn giản thôi à. Đó, nghe có tách vô nha, vô nó phải dính nha các bạn. Rồi không có rơi ra nha các bạn. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ giật nha các bạn. Giật cho nó quay nha, các bạn nhìn nha. Đó. Bây giờ mình bóp cho nó quay nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đây mình giữ nguyên cái dĩa, thì treo cái dĩa này nó nhẹ quá các bạn ơi. À, khi các bạn chơi có thể các bạn dùng cái thao nhôm hoặc là cái dĩa khác nó nặng hơn thì sẽ nó sẽ đậm hơn nha các bạn, nó không bị lắc như cái dĩa này các bạn. Cái dĩa của nhà sản xuất cho bằng nhựa nó nhẹ quá nên nó lắc hơn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Đó, khi mà các bạn lắp hai tầng như thế này á thì cái lực quay nó sẽ chậm hơn nha các bạn so với quay một tầng nha các bạn. Đây bây giờ mình thử quay một lần nha, cái này để bên nha. Đó, mình quay một con cho bạn xem nha. Đây. Lắp vào. Đó, bây giờ mình quay một con các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không? Một con quay rất là êm luôn nha, một con quay rất là êm luôn và cái lực quay nó mình nhìn thấy không, cũng khá là lâu nha các bạn, rất là đầm luôn nha. Còn hai con á, do nó có sức nặng và cái quán tính quay của nó các bạn, cho nên là nhiều khi nó quay nó tốc độ nó sẽ chậm hơn và nó hơi lắc hơn nha các bạn. À, cái này mục đích của nhà sản xuất là để chúng tạo chúng ta hai cách chơi nha các bạn, hai cách chơi để cho tiện dụng cho mình có thể đa dạng cách chơi để mình lâu chán nha các bạn. À, quay khá là nhanh luôn thấy không? Đó. Cái này mà khi quay ở mặt bàn này nó còn lâu dữ nữa nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ thử mình quay về mặt bàn cho bạn xem luôn nha. Mình dẹp cái dĩa đi. Bây giờ mình quay mặt bàn cho ngoài mặt bàn cho các bạn xem nha. Nè. Dẹp này luôn. Cái này để đó đi. Đây. Nè. Đó quay nè. Đó mà thấy không, im chưa? Đó, im chưa, do cái bàn mình hơi bị nghiêng cho nên nó sẽ chạy xuống dưới đây nha các bạn. Đó, mình sẽ giữ nó lại để tránh nó chạy vô ấy mình. Wow, cái quán tính nó cũng khá là mạnh nha các bạn. Mà thấy không? Nó rất là yên luôn nha. Các bạn hay chơi với mặt nền nè, mặt bàn nè, mặt sân nè, mặt bê tông vẫn được nha các bạn. Nhưng mà nhìn chung thì các bạn nên chơi cái mặt láng đi các bạn, để tránh nó bị ảnh hưởng tới cái phần chân nha các bạn. Cái phần chân là cái phần tiếp xúc trực tiếp với con quay luôn. Đó. Khá là thú vị luôn nha. Đó, nó quay hết đầu hết trớn nó sẽ lạng nha các bạn, hết trớn nó sẽ lạng nha. Đấy. Nó để coi có bao lâu nhưng mà cái đó là lâu nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ hết hai con lại. Mình ấy lên cho các bạn nè. Đó, thấy không? À, đó, ok, mình thấy hai con lại mình quay luôn. Đó, ok. Đó, còn thấy không? Đó, hai con quay nhìn chung thì nó sẽ lắc hơn nha các bạn. Nó sẽ ồn hơn nha các bạn, do hai con này nó có sức nặng, nó quấn tính nó nhiều hơn nha các bạn. Đó. Quay mạnh lắm các bạn ơi, thấy vậy chứ mình đụng vô mình thấy đau tay luôn các bạn, cái lực quay nó khá là mạnh luôn nha. Đó. Cái này các bạn có thể thao thành nhóm, các bạn có thể rủ bạn bè các bạn xung quanh lại chơi, hai ba người sẽ có mỗi người đem một con lại, nó xong rồi chúng ta sẽ thi đấu với nhau. Ví dụ như là mình bỏ trong một cái thao bự hơn nha các bạn, mình quay cả hai người cũng chơi quay luôn, rồi ai mà con nào của con có người nào mà bị đá văng ra khỏi thao hoặc là dừng lại trước là người đó sẽ là thua cuộc nha các bạn. Đấy, cho nên là cái này khi các bạn dùng lực càng nhiều thì nó quay càng mạnh nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó quay rất là lâu nha các bạn. Một con mình thấy theo cái quán tính nó quay là im nè, nó không bị lạng nè các bạn, và quay rất là lâu luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Rất là có lý luôn. Khá thú vị luôn nha các bạn. Mình thấy mấy đồ chơi con quay này á là nhìn chung mình thấy là các em bé các bạn rất là thích chơi luôn bạn. Tại vì nhiều khi các bé mà thi thố với nhau các bạn, hơn thua với nhau, thường thấy con quay này là các bạn là chơi các bạn vậy đó. Đó, dùng lực càng mạnh
thì nó sẽ quay càng lâu nha các bạn. Đấy. Ok rồi à, thấy chưa, mình đã giới thiệu cho bạn xong rồi đó. À, mình tạm đặt tên cho cái con này á, là con quay vô cực sói trắng băng giá nha các bạn. Nếu các bạn có một cái tên nào khác thì các bạn cứ comment xuống phía bên dưới để nhà cho các bạn khác cùng tham khảo và cùng trao đổi nha các bạn. Rồi ok, rồi video clip mình cũng tới đây thôi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình nha. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi mình à, để khi mình ra clip mới thì các bạn có thể thấy được đón nhận được liền nha các bạn. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.